21 giờ tối ngày mùng 2 tháng 10, tại ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức cho những người chạy thận, ghép thận bên trong bệnh viện được trở về nhà. Do đang tạm thời bị phong tỏa nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm 2 lần trong 2 ngày. Trước khi rời khỏi bệnh viện phải khai báo lại thông tin cá nhân, giấy xét nghiệm âm tính cho chốt kiểm soát. Trong số những bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện phần lớn là người cao tuổi, phải ngồi xe lăn có người nhà giúp đỡ di chuyển. 21 giờ 30 phút, 8 xe buýt 45 chỗ được điều động đến cổng Bệnh viện Việt Đức để đón hơn 100 trường hợp F1 đi cách ly tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, huyện Trương Mỹ. Đến 0 giờ 10 phút ngày 3 tháng 10, các chuyến xe bắt đầu di chuyển từ bệnh viện đến khu cách ly tập trung. Để đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến công tác đưa đón người dân, Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường lực lượng, phong tỏa tạm thời những trục đường chính dẫn vào bệnh viện. Các vị trí ngồi trên xe được bố trí giãn cách, có vách ngăn với buồng lái để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Khoảng 30 phút sau, những người này được đưa xuống Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, huyện Trương Mỹ. Ngay sau khi đưa các F1 xuống xe, toàn bộ xe buýt được phun khử khuẩn. We'll be right back.